Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có về được chỗ Kiệt, Kiều, Cần Thơ, có về chỗ Tồn. Chào anh Tồn, Tồn ơi. Chào em. Dạ, mến chào các chú bác và anh chị em. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 tháng 5, em có đem về tổng cộng là 24 phôi mai, vừa mai tàn và mai phôi, để giao lưu với anh chị em. Số điện thoại em là 0984307139. Em bao ship toàn quốc. Cũng thành thật cảm ơn các chú bác từ lâu ủng hộ em. Chúc sức khỏe các chú bác và anh chị em. Cây số 1. Rồi, vô phôi đầu tiên quý vị. Cây số 1, cây này nó đã lên da men không bà con? Cây này lên xù da men không bà con? Xù da men luôn quý vị. Bonsai lùng lực nha bà con. Nó có những cái chi cành rất đều, tuy nó nhỏ nhưng nó rất đều nha bà con. Bộ đế thì đặt nơm đều nha bà con. Củ đế đặt nơm đều. Củ đế đặt nơm đều luôn bà con ơi. Nơm đều hết nha bà con, không có trống chỗ nào hết. Đây nói chung là không trống, đều hết. 24 giờ củ đế đặt. Rồi, cây này vô chậu 6-8 tấc nha bà con. 6-8 nha bà con. Hoành thang được 44 nha bà con. 44 quý vị ơi. Chiều cao được 4 tấc 9. 4 tấc 9 luôn quý vị ơi. Củ đế liền luôn nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con giá 6 triệu. 6 triệu quý vị. Đế rất lực nôm rất sông bà con. Tiếp tục coi số 2 luôn quý vị ơi. Số 1 là bông từ 5 tới 7 cánh nha bà con. Số 2 cây này là tàn đa bà con, chi cành đều. Nếu như mình giật là một cốt cũng rất đẹp nha bà con. Cây này mai xù nha bà con. Mai này xù chảy nha bà con. Những vết chảy đây nó khá nhiều nha bà con. Nó dài dài dưới đế nó cũng chảy nha bà con. Đế nôm đều. Mã số 2. Củ đế đều. Nói chung nếu cây này bà con giật lại làm một cốt là nó rất chuẩn nha bà con. Để mình giật đây. Đó, mình giật lại bonsai lùng thì giật đây. Đó, mình cắt đây. Đó, qua đây mình cắt đây. Đóng góp ý kiến bà con nha. Đó, cắt đây. Đó, đây mình cắt đây. Cắt đây mình giật lên đây là mà lại một cốt chuẩn nha bà con. Rồi không bà con, để tàn đa nó đã đủ tàn nha bà con. Tàn rất tròn rất đều. Điều chi? Cây này rất khỏe nha bà con, rất khỏe, rất mạnh, lá rất xanh nha bà con. Cây khỏe luôn quý vị ơi. Mà cây xù nha bà con. Mã số 2. Rồi, mình xin thông số nữa. Này cũng hơi khó đâu, hoành thân nha. Thôi đỏ ở trên này luôn đi, chứ không đỏ ở dưới đi. Ở trên được 35 nha bà con. Còn ở dưới này đúng luôn nha bà con, dưới này là được 39 đó nha bà con. Cây vô chậu 6-8 nha bà con. Ba loại chậu đó. Chiều cao là 1m23. Tán ngang đây là gì, là được 6 tấc 2 nha bà con. Giao lưu bà con giá 6 triệu. Mã số 2. Tiếp tục là cái bông số 3 quý vị ơi. Mã số 3. Cây này là bông từ 5-7-12 nha bà con. Chi cành đều. Đế nôm đều đẹp nha bà con. Cây này là xù nách toàn bộ nha bà con. Từ dưới tới trên là xù nách hết. Bộ đế rất đều. Nói chung ở đây là không có bao bông cho bà con. Tại vì bây giờ mai đột biến nha bà con. Chứ mai này là thật chất ra là mai giảo Thủ Đức nha bà con. Mai giảo Thủ Đức. Cái lá nó rất xung rất khỏe. Mà lá nó có gai nha bà con. Lá rất dày. Nhưng mà chỉ bao bông từ 5 tới 7, 12 thôi.
Hoành thân cây này 21. 21 luôn quý vị. Cụ đế cho nó rất lực nha bà con. Cái cọng rễ đó bà con tham khảo, cây nhỏ nhưng rễ nó rất to. Cọng rễ ngay đây là được 9 cm nha bà con. 9 cm quý vị ơi. Rất lực. Rễ to lực luôn. Tổng chiều cao là 1m05 nha bà con. Cái tán ngang là được 5 tấc bà con ơi. Tại vì cắt lại cho bà con về nó ra bà con mau chơi hơn, cái để. Để thì nó chậm điều tàn. Tại vì cây bứng là mình bứng là nó đứt một số rễ lông nha bà con. Để cắt lại nó mau hơn. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.700.000. 1.700.000 quý vị. Mã số 2. 3. Mã số 3 1.700.000 nha bà con. Mã số 4. Số 4 cây này cũng bao bông bà con từ 5, 7, 12 nha bà con. Hoành thân cây này được 16 bà con ơi. 16 quý vị ơi. Chiều cao cây này là được 4,5 tấc bà con ơi. 4,5 tấc luôn quý vị ơi. Rồi cây giao lưu bà con giá 800.000, mã số 4. Tiếp tục coi số 5 nha quý vị ơi. Mã số 5. Số 5 là bông từ 5, 7, 12 nha bà con. Chi cành điều đế nôm điều nha bà con, mã số 5. Coi số 5 nha quý vị ơi. Cây này cũng có xù nách rồi nha bà con. Hoành thân cây này được 20 bà con ơi. 20 quý vị ơi. Chiều cao cây này được 52. 52 luôn quý vị ơi. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.300.000, mã số 5. Tiếp tục mã số 6 nha quý vị ơi. Mã số 6. Cây này bonsai lùng lực nha bà con, đế các điều rất đẹp. Bông 5, 7, 12 nha bà con. Mã số 6. Mã số 6. Chi cành điều luôn nha bà con. Cây này có bộ đế các quái. Hoành thân này được 15 bà con ơi. 15 quý vị ơi, đế đẹp luôn quý vị ơi. Đế các quái đẹp tròn đều luôn nha bà con. Chiều cao cây này được 36 bà con. 36 quý vị ơi. Rồi cây giao lưu bà con giá 900.000. Số điện thoại là 0984307139 nha bà con. Em bao ship. Mã số 7. Mã số 7 là chi cành điều đế điều nha bà con. Mã số 7. Số 7 quý vị ơi. Mã số 7. Hoành thân được 18 bà con ơi. 18 quý vị ơi. Chiều cao được 51. 51 quý vị ơi. Đế rất lực nha bà con. Mã số 7 giao lưu bà con với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu bao ship luôn nha quý vị ơi. Mã số 8 nha bà con. Bộ đế quái nha bà con, bộ đế điều quái nha bà con. Mã số 8. Hoành thân được 15 bà con ơi. 15 quý vị ơi. Tổng chiều cao là 44. 44 luôn quý vị ơi. Mã số 8 giao lưu bà con với giá 800.000.
mã số 9. Bông cũng từ 5712 nha bà con, mã số 9. Mã số 9 nha quý vị. Mã số 9. Hoành thân 17. 17 quý vị ơi. Chiều cao được 52. 52 luôn quý vị ơi. Mã số 9 giao lưu bà con giá 1 triệu. Mã số 10. Cây bộ đế gắt quán bà con. Cây bà con để chi cành chơi, để chi cành chơi. Còn không thì bà con cắt ngay chân cái đỉnh này nha bà con. Nó tại cây nó bộ đế, cái dòng đế nó quái lên giống dòng đế thú nha bà con. Thì mình cắt ngay cái đỉnh này. Đó mình cắt như vậy nha bà con, đó. Ở đây nó có cái chi. Đó thì nó cắt khéo nha bà con. Đó. Bà con thấy cây nó cắt khéo. Bonsai lùng lực là cây này cắt chuẩn nha bà con. Mã số 9. Ủa mã số 10. Cây này mã số 10 nha bà con. Mã số 10 nha quý vị ơi. Bông từ 5712 nha bà con. Mã số 10. Hoành thân cây này được 22 nha bà con. 22 quý vị ơi. Chiều cao tới đây được 7 tấc rưỡi bà con ơi. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.300.000. Mã số 10. Mã số 11. Bông 5712 nha bà con. Bộ đế gắt quái nha bà con, mã 11. Số 11 quý vị ơi. 11. Đế đều nha bà con, mà đế gắt quái nha bà con. Hoành thân được 19. 19 luôn quý vị ơi. Chiều cao cây này được 60 nha bà con. 60 quý vị ơi. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1 triệu. Mã số 11. Mã số 12 luôn quý vị ơi. Mã số 12. Bông từ 5, 7, 12 nha bà con. Mã số 12. Chi cành đều không bà con? Hoành thân là được 23. 23 quý vị ơi. Chiều cao được 90. Cao 90 quý vị ơi. Chi cành đều không bà con? Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.700.000. Mã số 12. Mã số 13. Bông 5712 nha bà con. Cây này bonsai lùng lực nha bà con. Chi cành đều. Mã số 13. Bộ đế gắt quái nha bà con. Ở đây còn đẹp. Ở đây cộng rễ nè, đi lên qua đây tròn qua đây gắt quái nha bà con. Bộ đế muốn đặt luôn nha bà con. Hoành thân cây này được 16 nha bà con. 16 gì ơi. Chiều cao được 3 tấc rưỡi. Bonsai cây này rất chuẩn nha bà con. Rồi giao lưu bà con với giá 1 triệu đồng. Mã số 13. Mã số 14. Một cây xù nha bà con. Mã số 14 là một cây xù. Là mai thơm nha bà con. Cây này mới bứng về ngày chiều hôm qua nha bà con. Thì bữa nay lên bán bà con. Ủ đế nơm rất đều.
rất địa đẹp đặc luôn nha bà con. Mã số 13. Số 13 quá gì ơi. Hoành thân cây này 27 nha bà con. 27 quá gì ơi. Có giọng đế xù này giống giọng đế búp măng đấy bà con. Tổng chiều cao là 34 nha bà con. 34 quá gì ơi. Gót ngọn lên trên 15 nha bà con. Rồi, ok. Cái củ đế nè. Cái củ đế đây là được 60 nha bà con. Cây này vô chỗ 6 tấc nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 2 triệu đồng. Mã số 14. Mã số 15. Cũng là mai bông thơm nha bà con. 15. Mã số 15. Củ đế tròn nha bà con. Củ đế tròn, mai bông thơm. Hoành thân cây này được 16 bà con ơi. 16 quý ơi. Chiều cao được 40. Cao 40 quý ơi. Củ đế nó rất nở nha bà con. Củ đế cho chọn gì bà con là 67 nha bà con. 67 quý ơi. Cây này vô chỗ 6 bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1.500.000. Mã số 15. Mã số 16. Cây này cũng là bông thơm nha bà con. Bông chùm mà thơm nha bà con. Từ 5 tới 7 cánh. Bông, mai bông thơm luôn quý vị ơi. Cây này xù nha bà con. Đó bà con thấy nè, cây này xù. Giống mai này còn giống mai xù mà giống mai bông thơm nha bà con. Mã số 16. Hoành thân được 27 nha bà con. 27 quý vị ơi. Mấy cây này là giọng đế búp măng không nha bà con. Gót ngọn được 16 nha bà con. Tổng chiều cao là được 31. Đế nôm đều nha bà con, rất đẹp nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1.800.000. Mã số 16. 1.800, số 16. Phơi mai xù nữa nha bà con mà bông thơm nữa. Mã số 17. Cũng là phơi mai xù mà bông thơm nữa nha bà con. Xù rất nhiều bà con, tại không có trà nha bà con. Cái này xù nhiều tại vì không có trà bà con. Bà con thấy đây nè, đó nó xù rất nhiều. Nó xù dài dài xuống đây cũng chảy xù. Giọng đế, có giọng đế quái thú nha bà con. Đó bà con thấy nè, đó cái mình nó lạng lên giọng đế quái thú. Ở trước nó có hai cái giòn nha bà con. Mình làm giọng đế quái thú đi bà con ơi. Cái mình nó rất có duyên. Chiều cao là được 27 nha bà con. 55. Chiều cao. Cây này vô chỗ 6 hoặc 7 tấc bà con. Cây này giao lưu bà con giá 2.200.000. Mã số 17. Mã số 18. Cây này là cũng mai bông thơm nha bà con. Thơm luôn quý vị. Nói chung Tết mà mình trước cửa mình chừng 2 cây thì bà con ơi, là bông nó thơm ngào ngạt rồi bà con ơi. Hoành thân cây này được 16 rồi bà con. 16 quý vị. Cây này mình xuống chút xíu đi cho nó đúng chuẩn bonsai lùng lực đi nha bà con. Để gì nó hơi cao nó hơi hiu cây bà con ơi.
Cây vô chỗ 4 rồi bà con. Tổng chiều cao được 29 bà con ơi. 29 quý ơi. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 800 ngàn. Mã số 18. Mã số 19. Mã số 19. 19 nha quý vị ơi. 19 cũng là bông thơm mà bà con. Cây này cũng xù nha bà con. Đấy, cây này nó cũng có xù luôn. Đó. Mà mai bông thơm luôn, đế nơm rất đẹp nha bà con. Mã số 19. Mai bông thơm luôn quý vị ơi. Đế nơm đều rất đẹp không bà con. Mã số 19. Hoành thân là được 21 bà con ơi. 21 quý vị ơi. Tổng chiều cao được 31. Cây này vô chậu 4 rồi bà con. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 1.200.000. Mã số 19. Mã số 20. Mã số 20 luôn quý vị ơi. Cây này cũng là bông thơm nha bà con. Mã số 20 cũng là bông thơm. Đế nơm mà bà con. Hoành thân chỉ có 15 thôi. 15 á quý vị ơi. Cây này xù nó cũng chảy xuống dưới đế cho bà con cái cả. Cái đế để đo cho bà con tham khảo của đế cây này. Cái dòng đế là được 72 nha bà con, rất chuẩn. Mã số 20 nha bà con. Chiều cao lên tới đây được 29 bà con ơi. 29 quý vị ơi. Rồi cây giao lưu bà con với giá 1 triệu mã số 20. Mã số 21 cũng là mai bông thơm nha bà con. Mã số 21. Củ đế nôm xuống luôn nha bà con. Điều. Thân nó vót rồi để bà con chi cao cao bà con về bà con chơi. Mã số 21. Hoành thân được 30 bà con ơi. 30 quý vị ơi. Cây này vô chỗ 6 nha. Chiều cao cây này được 1m26. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 1.900.000. Mã số 21. Mã số 22 cũng là bông thơm nữa nha bà con. Mã số 22. Ở trên có chi cành để cho bà con luôn nha bà con. Ủ đế lại nôm đều. Mã số 22. Số 22 quý vị ơi. Hoành thân được 19 bà con ơi. Cây này vô chỗ 6 tấc nha bà con. Chiều cao 1 cây thước bà con ơi. Rồi cây giao lưu bà con với giá 1.300.000. Mã số 22. Mã số 23. Cây này cũng mai bông thơm mà bà con, có chi cành. Mã số 23. Bộ đế nó rất quái nha bà con. Cây này có dáng siêu nha bà con, nhưng mà nó xù nha bà con. Cây này xù hết trơn từ dưới này nè. Nó xù lên tới ngay chiếc này nha bà con. Xù hết. Xù luôn quý vị. Bộ đế quái nha bà con. Nó bộ đế có ở dưới có dáng siêu, nhưng ở trước nó có hai cái rễ hai bên nó như hai cái giòn nha bà con. Mà cây lại xù.
chi cành đẹp nha bà con, chi cành đều, bông thơm không bà con. Hoành thân cây này 26. 26 luôn quý vị ơi. Chiều cao một cây thước bà con ơi. Cái tán ngang cây này được 1m15 bà con ơi. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 2.500.000. Mã số 23. 2.500.000. Mã số 24 cũng là mai bông thơm nữa nha bà con. Cây vừa rồi cũng là bông thơm mà bà con. 24 có chi cành củ đáy đặc nha bà con. Củ đáy đặc nha bà con, tròn luôn nha bà con. Nó rất khéo, còn cái rễ này bà con muốn để thì để thì. Còn bà con muốn cắt cắt nó tròn ở trong này, tròn nguyên củ đáy có hết nha bà con. Nó tròn. Nó tròn nôm xuống hết, củ đáy nó rất tròn. Mai bông thơm mà lại giống mai xù nữa nha bà con. Hoành thân cây này được 25. 25 quý vị. Cây này vô chậu 6 mà bà con. Chiều cao cây này được 1m39 bà con ơi. Cây tán ngang được 7 tấc bà con ơi. Cây này nó rất giót nha bà con. Con thấy nó rất giót. Rồi cây này giao lưu bà con giá 2.000.000. Cây này là cái cọng rễ này không cần thiết nha bà con. Mình có thể cắt là cắt nha bà con. Tại vì nó tròn bộ đế nó rất đẹp. Nếu cắt cọng rễ ra bộ đế nó rất đẹp đó nha bà con. Rồi giao lưu bà con giá 2.000.000 bà con ơi. Cây cây cuối clip giao lưu bà con giá 2.000.000. Cũng mến chào các chú bác chị em. Hôm nay ngày 11 có đem tổng số về 24 cây dưới phôi để giao lưu các chú bác chị anh chị em. Thì cũng mến chào tạm biệt các chú và chị anh em. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc sức khỏe các chú bác chị anh chị em.